làm món cốm dẹp. Đây là hai bịch cốm dẹp màu xanh. Một gói thì mình trộn ngọt, một gói thì trộn mặn. Trước khi trộn cốm dẹp thì mình sẽ cắt cái bịch cốm dẹp này ra, rồi đổ vào cái gây này. Một bịch có 100g thôi, hai bịch thì 200g à. Lửa bỏ mấy cái vỏ cái cháy này kia nè. Qua gồm có dừa tươi, mình trộn với nước dừa tươi á. Đây là một trái dừa tươi, còn trái này là trái dừa khô mình mua dự bị thôi. Và đây là chà bông. Cái này thì pepperoni á, giống lạc xưởng của Tây á. Và tôm khô, đậu và nho khô này kia lộn xộn á. Hai bịch thì một bịch cho món mặn và một bịch trộn món ngọt. Bây giờ thì mình sẽ đi đập trái dừa này ra để lấy nước nha. Trái dừa mình đã chặt cái lỗ ra rồi. Và cái pepperoni này thì cũng cắt khoanh mỏng nhỏ. Với lại hồi nãy đường mình quên nói là mình xài 50g đường cát trắng. Và cũng có hành phi nữa. Bây giờ bắt đầu trộn nha. Bây giờ mình trộn hai gói cốm dẹp này chung hết. Mình cho nước dừa chảy xuống từ từ. Vậy thì nó mới thấm đều và mềm vô phía trong á. Mình chỉ xài trái dừa tươi thôi, còn trái dừa khô này không cần nữa, tại vì trái dừa tươi là đủ rồi, nó còn một mớ nước ở trong nữa. Giờ mình sẽ lấy một nửa ra. Một nửa này mình sẽ trộn ngọt, còn cái này thì trộn mặn. Cái ngọt thì mình sẽ bỏ đường vô. Cho hết 50g đường vào trong cái cốm dẹp. Giờ mình đã trộn đường vào trong cốm dẹp rồi. Mình dùng cái nắp bia để
cạo cái thịt dừa, tại vì cái dừa này nó không có cứng đâu, dễ cạo lắm. Rồi mình cạo xong mình sẽ bỏ vào cái phần mà mình trộn ngọt á. Mình đã cạo sạch hết cái thịt dừa rồi, rất là dễ luôn, nó mềm dẻo lắm. Cạo một cái xong rồi, bây giờ mình sẽ xé cái bịch đậu này vào trộn với cốm dẹp. Món cốm dẹp mặn á thì ăn giống y hệt như xôi mặn à, rất là dễ và tiện tiện nữa, mình không cần hấp, không cần gì hết, mua về trộn thôi. Còn cái ngọt á thì ăn giống xôi giò á, rất là ngon, khỏi phải hấp nếp rồi hoặc là nấu cầu kỳ khó khăn, còn cái này thì rất dễ. Vậy là xong rồi đó. Và đây là cái trái cantaloupe á. Bây giờ mình trang trí cantaloupe ở ngoài dĩa cho nó đẹp. Ngon lắm luôn á cả nhà. Đó, xong một món ngọt rồi. Giờ mình để đây và mình sẽ trộn cái món mặn. Món mặn thì tôm khô mình đã trụng nước sôi xong rồi, bây giờ mình bỏ vào. Và mình bỏ cái pepperoni này vào luôn. Bóp cho nó đều ra. Giờ mình sẽ bỏ một mớ trà bông vô. Cái cốm dẹp mặn này á, mình có thể trộn chả lụa hoặc là trứng cút này kia, cái nào cũng được hết á, tùy theo sở thích của nhà thôi à, cả nhà thích cái gì thì bỏ cái đó thôi. Với lại trộn cốm dẹp cũng vậy, nếu mà thích mềm thì trộn mềm, thích cứng thì trộn bớt nước dừa lại, mềm thì bỏ thêm nước dừa. Làm đồ ăn thì mình làm theo sở thích gia đình thôi, mình chia sẻ theo cái kiểu của gia đình mình ăn á. Và mình sẽ bỏ hành phi vào. Món này ngon lắm luôn á. Và mình sẽ xé cái bịch đậu này trộn vào luôn. Giờ tiếp tục trộn cho đều.
Ngon quá chừng luôn, vậy là xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình cho vào dĩa. Xong xuôi. Bây giờ món cốm dẹp mình đã trộn xong rồi. Đây là món mặn, còn cái này là trộn ngọt. Và đây là da heo chiên á, để ăn kèm với món mặn. Giờ mình sẽ thử món mặn trước nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Rất là ngon. Cái món mặn á thì mình có trộn nước dừa, nó cũng hơi có vị ngọt ngọt tí xíu và mặn mặn, thơm mùi cái hành phi á, rất là ngon. Cộng thêm da heo giòn khấu luôn, ngon thiệt. Giờ mời cả nhà ăn món ngọt nha. Món ngọt á thì thơm mùi nước dừa và mấy cái đậu á, rất là ngon và dẻo nữa. Mấy món này rất là rẻ, mình mua một bịch cốm dẹp hình như 2 đồng hay gì à, là mình có một món ăn rất là ngon. Tuổi thơ của rất nhiều người hay ăn cái này nè, vừa ngon vừa rẻ tiền. Công thức thì cũng rất là đơn giản. Và video này cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ BT Canada Family. Và mong cả nhà đừng quên đăng ký, like, share và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại ở lần sau. Bye bye.